Nam Thư lên tiếng, chính thức quyết không ngồi yên. Chuyến này xem ai chiến hơn ai. Nam Thư nhấn mạnh chỉ là bạn với chủ homestay tại Đà Lạt. Tôi và anh Trần Thành Luân là mối quan hệ bạn bè hơn 3 năm nay. Tôi khẳng định tới hiện tại bây giờ, tôi và ông Luân không có mối quan hệ trên mức tình cảm yêu đương. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Thì tôi nghĩ chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết. Cái sự việc này nó lớn nên phải bình tĩnh, từ từ giải quyết. Và Thương tin là Thương sẽ được pháp luật bảo vệ. Thường xuyên đến đây chỉ để lưu trú, chưa từng quen biết tài khoản Yidu, sẵn sàng công bố lịch trình. Bạn sử dụng tài khoản Yidu. Tôi, Nam Thư, chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện. Về cái lịch trình quen thì em sẽ là người công bố cái lịch trình này cho Thương. Thương bay 10 giờ 15 thì tôi có mặt ở Đà Lạt. Và người đón Thương là anh chủ homestay, anh Luân và bé Chuối. Và sau đó chúng tôi đi ăn cơm trưa. Và sau đó trong lúc ăn thì bé Chuối có quấy có phá. Và anh Luân là người đứng lên dạy dỗ con. Thì sau đó được lan truyền. Chính thức sâu liền chứng cứ phản bác. Netizen, cuộc chiến giờ mới chính thức bắt đầu. Thương cảm ơn nữa. Thương cảm ơn và xin lỗi. Và xin lỗi tất cả những khán giả. Thực sự là quý khán giả ân nhân của Thương rất nhiều. Ngày 5 tháng 8, Nam Thư cùng ekip chính thức mở họp báo lần đầu trả lời những lùm xùm lớn nhất sự nghiệp. Lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi drama bùng lên, Nam Thư chọn bộ vest lịch sự. Nữ diễn viên gây chú ý trước thân sắc trông khá mệt mỏi. Nữ diễn viên cho biết không có mối quan hệ yêu đương nào với anh Luân, chủ một homestay tại Đà Lạt. Cụ thể, Nam Thư khẳng định trước báo chí và truyền thông rằng: "Tôi, Nam Thư chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, nói chuyện với chủ tài khoản gì đâu. Tôi và anh Trần Thành Luân là mối quan hệ bạn bè hơn 3 năm nay. Tôi thường xuyên tới homestay của anh Luân để lưu trú cùng với người yêu, gia đình, bạn bè, công ty. Tôi và ông Luân không có mối quan hệ trên mức tình cảm, yêu đương. Chúng tôi chỉ là bạn bè." Ngoài ra, cô cũng khẳng định không sử dụng chất trái phép. Nữ diễn viên cho biết bản thân không liên quan đến tài khoản có tên RNA Miami V, đồng thời đưa ra những bằng chứng để chứng minh. Ngoài ra, công ty chủ quản cũng khẳng định không có clip hoặc hình ảnh nhạy cảm nào của Nam Thư như thông tin lan truyền. Không những vậy, nữ diễn viên cũng sẵn sàng tung lịch trình cá nhân của mình trước truyền thông. Cô cũng lên tiếng xoay quanh bức ảnh đi ăn cùng người đàn ông tên Luân. Theo Nam Thư, cô lên Đà Lạt để giải quyết việc cá nhân và được nhân vật tên Luân đón đi ăn trưa. Nữ diễn viên cho rằng khi clip này được lan truyền dẫn đến những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tại buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Thư cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khi vô tình chịu ảnh hưởng bởi ồn ào của cô. Trong khi Nam Thư liên tục đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân vô tội thì phía chính thức có động thái mới trên trang Facebook cá nhân. Người này viết: "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi." Sau đó, người này cũng cập nhật loạt thông tin liên quan drama này. Hiện tại, khán giả vẫn đang trông chờ vào diễn biến tiếp theo của đôi bên. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.